Phẩm tánh Như Lai. Phẩm thứ tư, phần 1. Phật lại bảo Bồ Tát Ca Diếp, thiện nam tử, khi Đại Bồ Tát phân biệt và khai thị kinh Đại Bát Niết Bàn có bốn ý nghĩa được biểu lộ. Thế nào là bốn? Một là tự sửa mình chân chánh, hai là làm cho kẻ khác trở nên chân chánh, ba là có thể tùy chỗ hỏi mà đáp, bốn là khéo giảng rõ nghĩa nhân duyên. Thế nào là tự sửa mình chân chánh? Như Phật Như Lai nhìn thấy các nhân duyên, liền có chỗ thuyết dạy. Ví như có tỳ kheo thấy đám lửa lớn bèn nói rằng, thà tôi phải ôm đám lửa nóng ấy chứ chẳng dám đối với tạng bí mật và 12 bộ kinh do Như Lai thuyết mà phỉ báng rằng kinh ấy do Ma Ba Tuần thuyết. Như người nói rằng Như Lai Pháp Tăng là vô thường, người nói như vậy là tự dối gạt mình mà cũng dối gạt kẻ khác. Thà lấy dao bén tự cắt lưỡi mình chứ không bao giờ nên nói rằng Như Lai Pháp Tăng là vô thường. Như nghe người khác nói ra lời ấy cũng chớ nên tùy nhận, đối với kẻ nói ra lời ấy nên đem lòng thương xót. Như Lai Pháp Tăng thật là không thể nghĩ bàn, nên tin giữ lẽ ấy, tự quán thân mình dường như đám lửa, đó gọi là tự sửa mình chân chánh. Thế nào là làm cho kẻ khác trở nên chân chánh? Một lúc nọ khi Phật đang thuyết pháp, có một phụ nữ còn đang cho con bú đến chỗ Phật ngự, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngồi sang một bên, nhưng trong lòng vẫn có điều nghĩ tưởng. Lúc ấy Đức Thế Tôn biết ý nghĩ của cô ta nên dạy rằng, vì lòng thương con, cô đã cho con bú rất nhiều, chẳng biết số lượng, chẳng rõ là có tiêu hóa được hay không. Liền đó người phụ nữ bạch Phật rằng, lạ thay Thế Tôn, Ngài biết được ý nghĩ trong lòng con, xin Như Lai dạy con cách cho bú nhiều ít thế nào. Thế Tôn, sáng nay con đã cho trẻ bú rất nhiều sữa, e rằng không tiêu hóa nổi, chẳng biết có hại mạng nó chăng, xin Đức Như Lai vì con giảng rõ. Phật dạy, lượng sữa mà đứa con của cô đã bú rồi sẽ tiêu hóa hết, giúp tăng thêm tuổi thọ. Người phụ nữ nghe xong trong lòng phấn chấn, lại bạch Phật, lời chân thật của Như Lai làm cho con vui mừng lắm. Như vậy, vì điều phục các chúng sanh, Thế Tôn đã khéo phân biệt, nói các lẽ tiêu hoặc chẳng tiêu, lại cũng nói những lẽ vô ngã vô thường của các pháp. Nếu trước hết Phật Thế Tôn thuyết lẽ thường, những người theo học Ngài tất sẽ nói rằng pháp ấy cũng như pháp của ngoại đạo, rồi họ sẽ bỏ Ngài mà đi. Phật lại dạy người phụ nữ ấy rằng, nếu đứa con đã lớn, biết đi biết chạy, thì khi ăn vào có thể tiêu hóa được những món khó tiêu, lúc đó sữa của cô sẽ không đủ cung cấp cho nó. Các đệ tử thanh văn của ta cũng thế, họ như đứa con còn bú của cô, không tiêu hóa nổi pháp thường trụ này. Vì vậy, nên trước hết ta thuyết dạy họ những lẽ khổ vô thường. Đến khi nào các thanh văn đệ tử của ta có đủ công đức rồi, đủ sức tu tập kinh điển Đại Thừa, ta mới thuyết với họ sáu vị ở kinh này. Thế nào là sáu vị? Ta thuyết dạy rằng, khổ đó là vị chua, vô thường đó là vị mặn, vô ngã đó là vị đắng, lạc đó là vị ngọt, ngã đó là vị cay, thường đó là vị nhạt. Trong thế gian có ba vị, đó là vô thường, vô ngã, vô lạc. Phiền não là củi, trí tuệ là lửa, với nhân duyên ấy được cơm niết bàn. Ta dạy các pháp thường lạc ngã, khiến cho các đệ tử đều được món ngon ưa thích. Phật lại bảo người phụ nữ ấy rằng, như cô có việc phải đi đến xứ khác, nên xua đuổi những đứa con ngỗ nghịch ra khỏi nhà, rồi mới đem kho quý trong nhà mà giao cho những đứa con ngoan. Lời người phụ nữ bạch Phật rằng, đúng như lời Phật dạy, nên giao kho trân bảo cho những đứa con ngoan, không nên giao cho những đứa ngỗ nghịch. Phật dạy, này cô, ta đây cũng thế, khi nhập niết bàn ta chẳng đem kho pháp vi diệu sâu kín và vô thượng của Như Lai mà trao cho các đệ tử thanh văn, cũng như kho báu của cô không giao cho những đứa con ngỗ nghịch. Ta cần phó chúc cho hàng Bồ Tát, cũng như cô đem kho báu mà giao cho những đứa con ngoan. Vì sao vậy? Vì các đệ tử thanh văn có tư tưởng biến đổi, cho rằng Phật Như Lai thật đã diệt độ, nhưng ta thật ra chẳng có diệt độ. Ví như khi cô đi xa chưa về, thì những đứa con ngỗ nghịch sẽ nói rằng cô đã chết, mà thật ra cô không hề chết. Chư Bồ Tát đều nói rằng Như Lai là thường chẳng biến đổi. Các vị ấy giống như những đứa con ngoan của cô, chẳng nói rằng cô đã chết. Vì nghĩa ấy, ta đem kho pháp bí mật vô thượng mà phó chúc cho chư Bồ Tát. Thiện nam tử, như có chúng sanh nào bảo rằng Phật là thường trụ, chẳng biến đổi, nên biết rằng có Phật ở tại nhà người ấy. Đó gọi là làm cho kẻ khác trở nên chân chánh. Thế nào là có thể tùy chỗ hỏi mà đáp? Như có người đến hỏi Đức Thế Tôn rằng, tôi nên làm thế nào để không bỏ tiền của ra mà vẫn đáng gọi là bậc đại thí chủ? Phật dạy,
Nếu có các vị sa môn bà la môn ít ham muốn, biết đủ, chẳng thọ nhận, chẳng chứa chữ những vật bất tịnh, nên thí cho các vị ấy những tôi trai tớ gái để làm kẻ hầu hạ sai khiến. Đối với những vị tu chỉ phạm hạnh, nên thí cho những nữ nhân. Đối với những người đã dứt bỏ rượu thịt, nên thí cho rượu thịt. Đối với những vị không ăn quá ngọ, nên thí cho những bữa cơm quá ngọ. Đối với những vị chẳng trang sức bằng hoa hương, nên thí cho hoa hương. Những người thí như vậy thì danh tiếng bố thí lan rộng ra khắp mọi nơi mà không phải mất mát tiền của chi cả. Đó gọi là có thể tùy chỗ hỏi mà đáp. Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp bạch rằng: Thế Tôn, đối với người ăn thịt chẳng nên cho thịt, vì sao vậy? Con thấy rằng người không ăn thịt được công đức lớn. Phật khen ngợi Bồ Tát Ca Diếp: Lành thay, lành thay. Này ông biết rõ ý ta, Bồ Tát hộ pháp nên làm như vậy. Thiện nam tử, từ nay về sau, ta không cho phép các đệ tử thanh văn ăn thịt. Khi nhận ở người đàn Việt món thịt hiến cúng, nên quán tưởng đó như thịt con mình. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, tại sao Như Lai không cho phép ăn thịt? Phật dạy: Thiện nam tử, kẻ ăn thịt là làm dứt mất hạt giống đại từ. Ca Diếp lại bạch Phật: Vậy tại sao lúc trước Như Lai cho phép tỷ kheo ăn ba loại tịnh nhục? Phật dạy: Ca Diếp, việc cho phép ăn ba loại tịnh nhục đó là tùy theo sự việc mà hạn chế dần dần. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, do nhân duyên gì mà từ 10 loại thịt bất tịnh cho đến 9 loại tịnh nhục Phật đều không cho phép dùng nữa? Phật dạy: Ca Diếp, đó cũng là nhân nơi sự việc mà ta dần dần hạn chế, nên biết rằng đó là ý nghĩa vì sao nay ta cấm hẳn việc ăn thịt. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Tại sao Như Lai khen rằng cá là món ăn ngon? Phật dạy: Thiện nam tử, ta không hề nói rằng cá là món ăn ngon. Ta nói rằng mía, cơm gạo, đường phèn, tất cả những thứ ngũ cốc cùng đường đen, sữa, bơ sữa, dầu là những món ăn ngon. Tuy ta nói rằng có thể cất giữ các loại vải, nhưng phải làm cho mất vẻ đẹp đi, huống chi lại còn ham thích món ăn món cá hay sao? Ca Diếp lại bạch Phật: Nếu Như Lai đã chế định không được ăn thịt, vậy sữa và các món được chế ra từ sữa, cùng với các loại dầu mè cho đến các loại vải vóc như hàng lụa kiêu sa da, những loại ngọc thạch da thú, vàng bạc chén bát, các thứ ấy cũng chẳng nên dùng sao? Phật dạy: Thiện nam tử, ông không nên hiểu giống như bọn ngoại đạo ni kiền. Như Lai chế định mỗi một giới cấm đều có dụng ý riêng. Vì có dụng ý riêng nên ta cho phép ăn ba thứ tịnh nhục. Vì có dụng ý riêng nên ta cấm dùng 10 loại thịt bất tịnh. Và cũng vì có dụng ý riêng nên nay ta cấm hẳn tất cả các loại thịt, kể cả thịt của những con thú tự nhiên chết không bị giết hại. Ca Diếp, kể từ hôm nay ta cấm tất cả các đệ tử không được ăn bất cứ loại thịt nào cả. Ca Diếp, những người ăn thịt trong khi đi đứng ngồi nằm đều xông ra hơi thịt, tất cả chúng sanh nghe hơi ấy đều lấy làm sợ sệt. Ví như một người kia đã gần gũi với sư tử, những kẻ khác khi gặp người ấy nghe mùi hôi của sư tử cũng sanh lòng sợ sệt. Thiện nam tử, ví như người ăn tỏi xông ra mùi hôi khó chịu, những ai gặp người ấy ngửi mùi hôi liền bỏ đi, dù là nhìn thấy từ xa còn chẳng muốn, huống chi lại muốn đến gần hay sao? Những người ăn thịt cũng như vậy, tất cả chúng sanh khi ngửi thấy mùi thịt thảy đều kinh sợ, phát sanh tư tưởng sợ chết. Những loài có mạng sống hoặc lội dưới nước, hoặc đi trên đất, hoặc bay trên không trung thảy đều xa lánh, đều cho rằng người ấy là kẻ thù của chúng ta. Bởi vậy Bồ Tát không có thói quen ăn thịt, vì độ chúng sanh nên các ngài thị hiện việc ăn thịt. Tuy thị hiện ăn thịt nhưng thật ra là chẳng ăn. Thiện nam tử, hàng Bồ Tát như vậy, cả những món thanh tịnh còn chẳng ăn, huống chi lại ăn thịt hay sao? Thiện nam tử, sau khi ta nhập Niết Bàn, trải qua vô số năm, các vị thánh tu tập tứ đạo cũng đều nhập Niết Bàn, chánh pháp diệt rồi. Trong thời kỳ tượng pháp sẽ có những tỳ kheo có vẻ như là giữ luật, nhưng ít đọc tụng kinh điển, tham muốn việc ăn uống, nuôi dưỡng xác thân. Họ mặc quần áo thô sơ xấu xí, hình dung tiểu tụy, chẳng có oai đức chi cả. Họ chăn bò, nuôi dê, gánh củi, đội cỏ, râu tóc để dài, móng tay da nhọn. Tuy mặc áo cà sa nhưng bọn họ giống như thợ săn, mắt nhìn lấm lét, chân bước từ từ, giống như mèo rình chuột. Họ thường nói rằng ta đắc quả A-la-hán. Họ có nhiều bệnh khổ, ngủ nằm nơi phẫn uế. Bề ngoài họ ra vẻ hiền lành mà trong lòng ôm giữ sự tham lam đố kỵ, như người thọ phép câm không nói của bà La Môn. Họ đội lốt sa môn nhưng thật chẳng phải sa môn, trong lòng đầy tà kiến, phỉ báng chánh pháp. Những người như vậy phá hoại các giới luật mà Như Lai đã chế định,
phá hoại oai nghi của hạnh chân chánh và quả giải thoát mà Phật đã thuyết, họ lìa bỏ pháp thanh tịnh và phá hoại giáo pháp sâu xa bí mật của chư Phật. Mỗi người trong bọn họ đều theo ý mình mà nói ngược lại với kinh luật. Họ nói rằng, Như Lai cho phép chúng tôi ăn thịt. Họ tự biện luận như thế nhưng lại nói đó là lời Phật dạy. Họ cãi lẫy và kiện cáo nhau. Người nào cũng tự xưng mình là Sa Môn Thích Tử. Thiện Nam Tử lúc bấy giờ lại có những sa môn chứa chữ lúa thóc, nhận các món thịt cá, rồi tự tay làm lấy món ăn, cầm nắm bình dầu, lọng báu, giày da, thân cận với quốc vương đại thần trưởng giả, xem thiên văn đoán vận mệnh, học nghề làm thuốc, nuôi dưỡng nô tỳ, chất chứa vàng bạc, lưu ly, sa cử, mã não, pha lê, trân châu, san hô, hổ phách, ngọc bích, ngọc thạch, các thứ dư quả. Họ học các nghề tinh xảo, vẽ hình, nắn tượng, viết sách, dạy học, gieo giống, trồng cây, làm thuốc độc, bùa chú, pha chế thuốc, đàn ca, hát sướng, cải hoa, sức hương, đánh bạc, đánh cờ, học các nghề nghiệp. Nếu có những tỳ kheo nào có thể rời bỏ các việc xấu ác ấy, nên nói rằng những vị ấy là đệ tử chân thật của ta. Lúc ấy, Ca Diếp lại bạch Phật, Thế Tôn trừ tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, sống nhờ vào người khác, trong khi khất thực. Như gặp những món ăn có xen lẫn thịt, thì nên ăn thế nào cho đúng phép thanh tịnh. Phật dạy, Ca Diếp nên dùng nước mà rửa, loại bỏ thịt ra khỏi thức ăn rồi mới ăn, như bát đựng cơm bị thịt làm ô uế, hãy rửa cho hết mùi vị đi rồi dùng thì không có tội. Như thấy trong thức ăn có nhiều thịt chớ nên nhận lấy, bất cứ món ăn nào nhìn thấy có thịt đều không nên ăn, nếu ăn thì có tội. Này ta nói phép cấm ăn thịt là như vậy, nếu nói rộng ra thì không thể hết, sắp đến lúc nhập niết bàn nên ta chỉ dạy chỗ đại lược như thế, đó gọi là có thể tùy chỗ hỏi mà đáp. Cà Diếp, thế nào là khéo giảng rõ nghĩa nhân duyên? Như có tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di đến hỏi ta rằng, Thế Tôn nghĩa lý như vậy, tại sao lúc ban đầu Như Lai chẳng thuyết với vua Ba Tư Nặc ý nghĩa sâu xa vi diệu của pháp môn ấy? Hoặc khi thì thuyết lẽ sâu xa, khi thì thuyết lẽ nông cạn, hoặc khi gọi là phạm giới, khi gọi là chẳng phạm giới, thế nào gọi là sa đọa, thế nào gọi là giới luật, thế nào gọi là ý nghĩa của Ba La Đề Mộc Xoa? Phật dạy, Ba La Đề Mộc Xoa gọi là biết đủ, thành tựu các oai nghi, không nhận lãnh và chứa chữ gì cả, cũng gọi là đời sống trong sạch. Sa đọa tức là bốn nẻo ác, sa đọa lại cũng có nghĩa là sa đọa vào địa ngục, cho tới rơi vào địa ngục vô gián. Luận về chỗ mau chậm thì sự sa đọa ấy còn nhanh hơn cả cơn mưa to chút xuống. Người nghe biết như vậy phải sanh lòng kinh sợ, giữ bền giới cấm, chẳng phạm oai nghi, tu tập hạnh biết đủ, đối với tất cả những vật bất tịnh đều không nhận lãnh. Sa đọa cũng có nghĩa là nuôi lớn thêm những cảnh giới địa ngục súc sanh ngạ quỷ. Vì những nghĩa trên nên gọi là sa đọa. Ba La Đề Mộc Xoa nghĩa là lìa bỏ những nghiệp bất thiện tà vại của thân miệng ý. Giới luật nghĩa là oai nghi của tám giới, những nghĩa lành trong kinh sâu xa. Ngăn chặn việc nhận lãnh hết thảy những vật bất tịnh cùng những nhân duyên bất tịnh, cũng ngăn dứt bốn tội trọng, 13 tội tăng tàn, 2 tội không xác định, 30 tội xả đọa, 90 tội đơn đọa, 4 tội cần sám hối, 100 hành vi không tốt cần phải học biết để tránh, 7 phép dứt tranh cãi. Hoặc cũng có kẻ phạm vào tất cả các giới. Thế nào là tất cả? Đó là từ 4 tội trọng cho tới 7 phép dứt tranh cãi. Lại như có người phỉ báng chánh pháp của kinh điển rất sâu xa, cho đến những kẻ nhất xiển đề, hoặc kẻ cho là mình được thành tựu đầy đủ, dứt hết tất cả tướng, không còn nhân duyên. Những người như vậy đều tự nói rằng ta là người thông minh, có trí huệ sắc bén. Các tội nặng hay nhẹ họ đều che giấu cả. Họ che giấu các điều ác như con rùa giấu cả đầu đuôi và bốn chân vào dưới mu. Những tội như vậy kéo dài mãi chẳng hề hối hận, bởi không hối hận nên tội lỗi ngày càng nhiều hơn. Những tỳ kheo ấy đã phạm tội nhưng rốt cùng vẫn luôn giấu kín. Điều đó làm cho tội lỗi ngày càng lớn thêm, lan rộng. Như Lai đã biết việc ấy nên lần lượt chế các giới cấm chứ không nói ra một lúc. Bấy giờ có những thiện nam tử, thiện nữ nhân bạch Phật rằng, Thế Tôn, Như Lai biết việc như vậy đã lâu rồi, tại sao trước đó không ngăn cấm? Lẽ nào Thế Tôn muốn cho chúng sanh phải đọa vào địa ngục vô gián hay sao? Ví như có nhiều người muốn đi đến phương khác nhưng lạc mất con đường chính, đi theo đường lạc hướng. Những người ấy chẳng biết rằng họ đang đi lạc, thầy đều cho rằng mình đi đúng đường. Họ lại chẳng gặp ai để có thể hỏi xem đường đi đúng hay chẳng đúng. Chúng sanh cũng như thế, mê lạc mất Phật pháp,
chẳng thấy được chỗ chân chánh Như Lai trước, nên vì họ chỉ dạy con đường chân chánh, dạy các tỳ kheo rằng thế này là phạm giới, thế này là trì giới, ngài nên ngăn cấm như vậy. Vì sao vậy? Vì Như Lai chánh giác là bậc chân thật, thấy biết con đường chân chánh, chỉ có Như Lai vị cao chỗ nhất trong các cõi trời mới có thể thuyết dạy chỗ tăng thêm công đức và ý nghĩa của 10 điều lành. Vì vậy chúng con khải thỉnh Như Lai nên chế giới cấm từ trước khi xảy việc. Phật dạy: Thiện Nam Tử, nếu nói rằng Như Lai có thể vì chúng sanh giảng dạy chỗ tăng thêm công đức của 10 điều lành, vậy tức là Như Lai có chúng sanh đồng như La Hầu La, sao lại vặn hỏi rằng lẽ nào Thế Tôn muốn cho chúng sanh phải vào địa ngục? Khi ta thấy một người có nghiệp duyên phải đọa vào địa ngục vô gián, ta còn vì người ấy mà trụ thế một kiếp hoặc một kiếp giảm, ta có lòng đại từ bi đối với chúng sanh đã thương như con một của mình, thì duyên cớ chi lại dối gạt để cho chúng sanh phải vào địa ngục? Thiện Nam Tử, ví như trong nước của vua có người mặc áo nạp y, trước nhìn thấy áo có lỗ rách rồi sau mới vá kín lại. Như Lai cũng thế, thấy chúng sanh có nhân duyên vào địa ngục vô gián mới dùng những giới lành mà vá kín những chỗ lành cho họ, những chỗ chẳng lành cho họ. Thiện Nam Tử, ví như truyền Luân Thánh Vương, trước vì chúng sanh thuyết dạy 10 điều lành, rồi về sau nếu có những người làm ác, vua ấy sẽ tùy việc mà dần dần dứt bỏ những việc ác. Những việc ác đã dứt rồi thì phép tắc của Thánh Vương tự nhiên lưu hành. Thiện Nam Tử, ta đây cũng thế, tuy có thuyết dạy nhưng không thể chế các giới cấm từ trước, cần phải dần dần do nơi những tỳ kheo có việc làm phi pháp mới theo từng việc mà chế các giới cấm. Có những chúng sanh hâm mộ Phật pháp theo đúng lời dạy mà tu hành, những chúng như vậy mới có thể thấy được pháp thân Như Lai. Ví như bánh xe bóng của vị chuyển Luân Vương là không thể nghĩ bàn, Như Lai cũng như thế không thể nghĩ bàn. Hai ngôi báu pháp và tăng cũng không thể nghĩ bàn, người có thể thuyết pháp và người nghe pháp cũng đều là không thể nghĩ bàn. Đó gọi là khéo giảng rõ nghĩa nhân duyên. Bồ Tát phân biệt và khai thị bốn ý nghĩa biểu lộ ra như vậy, đó gọi là nghĩa nhân duyên trong Đại Niết Bàn của Đại Thừa. Lại nữa, tự sửa mình chân chánh, ấy là đạt được Đại Bát Niết Bàn này, làm cho kẻ khác trở nên chân chánh, là như ta, vì các tỳ kheo mà thuyết rằng, Như Lai thường tồn chẳng biến đổi, cả diếp, tùy chỗ hỏi mà đáp, là như nhân nơi chỗ hỏi của ông, mà ta thuyết rộng nghĩa lý rất thâm sâu vi diệu này với các vị Đại Bồ Tát, tỳ kheo, tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, về nghĩa nhân duyên, hàng thanh văn, duyên giác, chẳng thể hiểu rõ nghĩa rất sâu xa như vậy. Chẳng nghe biết rằng chữ y do ba chấm hợp thành, cũng như tạng bí mật do giải thoát, niết bàn và đại trí huệ bát nhã hợp thành. Này ta triển dương phân biệt nghĩa này vì hàng thanh văn mà khai mở con mắt trí tuệ. Ví như có người nói rằng trong bốn việc kể trên sao gọi là một, chẳng phải là hư dối đó sao? Nên hỏi ngược lại rằng như hư không đây vốn không có gì cả, chẳng động chẳng ngại, bốn việc ấy có gì khác nhau? Vậy có thể nói là hư dối chăng? Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, không phải, những lời như vậy đều là một nghĩa, ấy là nghĩa không. Các việc như tự sửa mình chân chánh, làm cho kẻ khác trở nên chân chánh, tùy chỗ hỏi mà đáp, giảng rõ nghĩa nhân duyên, cũng đều là như vậy, tức là Đại Niết Bàn, chẳng có gì khác nhau. Phật bảo Ca Diếp: Như có kẻ nói rằng Như Lai là vô thường, làm sao biết là vô thường? Như Phật có nói, dứt các phiền não gọi là Niết Bàn, cũng như lửa tắt chẳng còn gì cả, dứt các phiền não lại cũng như vậy, cho nên gọi là Niết Bàn. Vậy làm sao Như Lai lại là pháp thường trụ không biến đổi? Như Phật có nói, lìa khỏi các cảnh giới hiện hữu mới gọi là Niết Bàn. Vậy trong Niết Bàn không có các cảnh giới hiện hữu, làm sao Như Lai lại là pháp thường trụ không biến đổi? Như cái áo đã hư rách hết thì chẳng còn giống vật gì, Niết Bàn cũng thế, diệt hết các phiền não thì chẳng còn gì cả. Vậy làm sao Như Lai lại là pháp thường trụ không biến đổi? Như Phật có nói, lìa dục tịch diệt gọi là Niết Bàn. Như người kia bị chém đầu, tức không có đầu, lìa dục tịch diệt lại cũng như vậy, không có chi cả nên gọi là Niết Bàn. Vậy làm sao Như Lai lại là pháp thường trụ không biến đổi? Như Phật có nói, ví như sắt nung đỏ, bốn nệ nhán lửa văng, văng ra liền diệt mất, chẳng biết ở nơi nào, được giải thoát chân chánh, lại cũng như vậy đó, đã vượt khỏi dâm dục, các cảnh giới bùn lầy, được chỗ không lay động, chẳng biết tới nơi nào. Vậy làm sao Như Lai lại là pháp thường trụ không biến đổi?
Ca Diếp. Như có người vặn hỏi những điều như vậy thì đó là sự vặn hỏi sai trái. Ca Diếp, ông cũng chẳng nên nghĩ tưởng như thế, cho rằng tánh của Như Lai là dứt mất. Ca Diếp, việc dứt các phiền não không thuộc về sự vật. Vì sao vậy? Vì dứt sạch mãi mãi nên gọi là thường. Nói như vậy nghĩa là vắng lặng hoàn toàn, không có trì hờn nữa, dứt sạch hết các tướng chẳng còn chút dấu vết. Nói như vậy nghĩa là sáng rõ thường trụ chẳng thối lui, vậy nên Niết Bàn gọi là thường trụ. Như Lai cũng thế, thường trụ chẳng biến đổi, khi bốn nện xuống sắt đỏ, nháng lửa liền văng ra, đó là ví như phiền não, văng ra liền diệt mất, chẳng biết ở nơi nào. Đó là ví như các đức Như Lai đã dứt sạch phiền não chẳng lưu chuyển trong năm đường, cho nên Như Lai là pháp thường trụ chẳng biến đổi. Lại nữa, Ca Diếp, pháp là thầy của chư Phật, cho nên Như Lai cung kính cúng dường, vì pháp là thường nên chư Phật cũng là thường. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật rằng, như lửa phiền não dứt thì Như Lai cũng dứt. Như vậy tức là Như Lai không có chỗ thường trụ. Ví như những nháng lửa kia khi màu đỏ tắt mất thì chẳng biết đi đến chỗ nào. Phiền não của Như Lai cũng vậy, chẳng biết đi đến chỗ nào. Lại như khối sắt kia nung nóng có màu đỏ, khi nguội rồi thì hơi nóng và màu đỏ đều không còn nữa. Như Lai cũng thế, diệt rồi là vô thường, lửa phiền não đã dứt, liền nhập Niết Bàn, nên biết rằng Như Lai là vô thường. Phật dạy thiện nam tử khối sắt mà ông ví dụ ấy, đó là hạng phàm phu. Phàm phu tuy dứt phiền não nhưng dứt rồi lại sanh ra, cho nên gọi là vô thường. Như Lai chẳng phải vậy, đã dứt rồi chẳng sanh ra nữa, cho nên gọi là thường. Bồ Tát Ca Diếp lại nói, nhưng khối sắt kia đã mất màu đỏ, nếu đặt trở vào trong lửa thì màu đỏ lại sanh ra. Như Lai cũng thế, lẽ ra lại sanh các mối trói buộc, nếu trói buộc lại sanh ra, tức là vô thường. Phật dạy Ca Diếp, này ông không nên nói Như Lai là vô thường. Tại sao vậy? Vì Như Lai là thường. Thiện nam tử, như người đốt cây, lửa tắt rồi thì có tro, phiền não dứt rồi liền có Niết Bàn. Những ví dụ khác như cái áo rách nát, cái đầu bị chém, cái bình hư bể cũng đều như vậy. Những vật ấy đều có tên gọi, như là cái áo rách nát, cái đầu bị chém, cái bình hư bể. Ca Diếp, như sắt nguội rồi có thể làm nóng lại. Như Lai chẳng phải thế, dứt sạch phiền não, rốt ráo trở nên trong sạch mát mẻ, lửa nóng phiền não không thể sanh trở lại. Ca Diếp, nên biết rằng vô lượng chúng sanh cũng giống như sắt kia, ta dùng lửa nóng của trí tuệ vô lậu mà đốt cháy những phiền não trói buộc họ. Ca Diếp bạch rằng, lành thay, này còn đã rõ chỗ Như Lai thuyết dạy, chư Phật là thường tồn. Phật dạy Ca Diếp, ví như vị Thánh Vương thường ngự nơi hậu cung hoặc có khi ra sau vườn ngoạn cảnh. Dù vua chẳng ở giữa các cung nữ nhưng không thể nói là Thánh Vương đã chết. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế, dù nhập Niết Bàn chẳng hiện ra ở cõi Diêm Phủ Đề nhưng không thể nói là vô thường. Như Lai đã ra khỏi vô lượng phiền não, vào cảnh an vui Niết Bàn, dạo chơi thanh thoát trong vườn hoa trí tuệ giác ngộ. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi, như Phật có nói, từ lâu ta đã vượt qua biển cả phiền não. Nếu như Phật đã vượt qua biển phiền não từ lâu, vậy duyên cớ gì lại cùng bà Gia Du Đà La sanh ra La Hổ La? Cứ theo như việc này thì thấy rằng Như Lai chưa vượt qua biển cả phiền não trói buộc, vậy sẽ Như Lai giảng rõ nhân duyên này. Phật bảo Ca Diếp, ông chẳng nên nói rằng Như Lai từ lâu đã vượt qua biển cả phiền não, vậy duyên cớ gì lại cùng bà Gia Du Đà La sanh ra La Hầu La? Cứ theo như việc này thì thấy rằng Như Lai chưa vượt qua biển cả phiền não trói buộc. Thiện nam tử, kinh Đại Niết Bàn này có thể kiến lập nghĩa lớn, này các ông nên hết lòng lắng nghe, ta sẽ vì mọi người mà thuyết rộng, chớ nên sanh tâm sợ sệt nghi ngờ. Như có vị Đại Bồ Tát trụ ở Đại Niết Bàn, vị ấy có thể đem núi Chúa tu duy cao rộng như thế kia mà đưa vào trong vỏ hạt đỉnh lịch. Trong khi đó, những chúng sinh sống ở núi tu duy ấy cũng chẳng có cảm giác bị dồn ép và mang đi, vẫn thấy như thường, không có chi lạ. Chỉ có người cần được hóa độ mới thấy vị Bồ Tát ấy đem núi tu duy đặt vào vỏ hạt đỉnh lịch, rồi đặt núi ấy trở lại chỗ cũ một cách yên ổn. Thiện nam tử, lại như có vị Đại Bồ Tát trụ ở Đại Niết Bàn, vị ấy có thể đem cõi thế giới Tam Thiền Đại Thiền mà đặt vào trong vỏ hạt đỉnh lịch. Trong khi ấy, chúng sanh ở toàn cõi thế giới chẳng có cảm tưởng là bị dồn ép và bị mang đi, thể đều như thường, không có gì khác lạ. Chỉ có người cần được hóa độ
mới thấy vị Bồ Tát ấy đem cõi thế giới Tam Thiền Đại Thiền mà đặt vào vỏ hạt đỉnh lịch, rồi đặt cõi ấy trở lại chỗ cũ một cách yên ổn. Thệ nam tử cũng giống như vậy, vị Đại Bồ Tát trụ ở Đại Niết Bàn có thể đem cõi thế giới Tam Thiền Đại Thiền đặt vào một chỗ trần lồng, rồi lại đem cõi ấy đặt về chỗ cũ. Thệ nam tử lại có vị Đại Bồ Tát trụ ở Đại Niết Bàn, nắm lấy nhiều cõi thế giới Tam Thiên Đại Thiên của chư Phật ở mười phương đặt nơi đầu một cây kim như sầu những lá táo lại, rồi đem ném những cõi ấy đến các cõi Phật ở phương khác. Trong khi ấy, tất cả chúng sanh ở những cõi ấy chẳng hay biết rằng mình bị mang đi hay đang ở chỗ nào. Chỉ có người cần được hóa độ mới thấy được việc ấy, cho đến khi Bồ Tát đặt những cõi ấy trở lại chỗ cũ một cách yên ổn. Thiện nam tử lại có vị Đại Bồ Tát trụ ở Đại Niết Bàn, nắm lấy các cõi thế gian Tam Thiên Đại Thiên của chư Phật ở mười phương, đặt nơi lòng bàn tay phải của mình như cái bàn xoay của người thợ lò gốm, rồi ném những cõi ấy đến các cõi thế giới nhiều như những hạt bụi nhỏ ở các phương khác mà chẳng có một chúng sanh nào ở các cõi ấy có cảm giác là bị mang đi. Chỉ có người cần được hóa độ mới thấy được việc ấy, cho đến khi Bồ Tát đặt những cõi ấy trở lại chỗ cũ một cách yên ổn. Thiện nam tử lại có vị Đại Bồ Tát trụ ở Đại Niết Bàn, bớt lấy tất cả những cõi thế giới của vô lượng chư Phật trong mười phương rồi nạp hết vào thân mình. Chúng sanh trong các cõi ấy cũng chẳng có những cảm giác như là bị dồn ép, bị mang đi hay bị đặt ở chỗ nào. Chỉ có người cần được hóa độ mới thấy được việc ấy, cho đến khi Bồ Tát đặt những cõi ấy trở lại chỗ cũ một cách yên ổn. Thiện nam tử lại có vị Đại Bồ Tát trụ ở Đại Niết Bàn, đem tất cả các cõi thế giới trong mười phương mà dồn nạp vào trong một hạt bụi nhỏ. Các chúng sanh ở trong các cõi ấy cũng chẳng có cảm giác là bị dồn ép và bị mang đi. Chỉ có người cần được hóa độ mới thấy được việc ấy, cho đến khi Bồ Tát đặt những cõi ấy trở lại chỗ cũ một cách yên ổn. Thiện nam tử, vị Đại Bồ Tát trụ ở Đại Niết Bàn như vậy, có thể thể hiện vô số các loại thần thông biến hóa, vì vậy nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Vô số các loại thần thông biến hóa mà vị Đại Bồ Tát ấy có thể thể hiện như vậy, tất cả chúng sanh đều không thể tính lường được. Này ông, làm sao có thể hiểu nổi chỗ Như Lai gần gũi ái dục, sanh ra La Hầu La? Thiện nam tử, từ lâu ta đã trụ ở Đại Niết Bàn này, thể hiện đủ các loại thần thông biến hóa. Ở thế giới Tam Thiên Đại Thiên này, trong ngàn mặt trời, mặt trăng, trong ngàn cõi diêm phủ đề đủ mọi cách thị hiện, như trong kinh Thủ Đăng Nghiêm đã có giảng rộng. Ta ở trong cõi thế giới Tam Thiên Đại Thiên hoặc trong cõi diêm phủ đề thị hiện nhập Niết Bàn, nhưng rốt ráo không chấp giữ Niết Bàn. Hoặc ta ở cõi diêm phủ đề thị hiện vào thai mẹ, khiến cha mẹ tưởng rằng ta là con, nhưng thân này của ta hoàn toàn chẳng do ái dục hòa hiệp mà có thể sanh ra được. Từ vô lượng kiếp đến nay ta đã lìa bỏ ái dục, thân này của ta tức là pháp thân, vì tùy thuận thế gian nên thị hiện vào trong bào thai. Thiện nam tử, tại cõi diêm phủ đề trong vườn Lam Tỷ Ni, ta thị hiện sanh ra bởi mẹ là bà Ma Gia. Sanh ra rồi ta liền đi bảy bước về phương đông, nói lên lời này: trong cõi trời người Atula, ta là bậc cao quý hơn hết. Cha mẹ mọi người chư thiên thấy vậy đều lấy làm kinh dị và vui mừng, cho là việc chưa từng có. Nhưng ai nấy đều bảo rằng ta vẫn là một hài nhi. Tuy vậy thân này của ta từ vô lượng kiếp đến nay đã lìa khỏi mọi cách nuôi dưỡng thông thường. Thân Như Lai tức là pháp thân, chẳng phải do máu thịt gân mạch cốt tủy mà thành, vì tùy thuận theo pháp thế gian của chúng sanh nên thị hiện là một hài nhi. Ta đi bảy bước về phương Nam thị hiện, muốn làm chỗ ruộng phước cao chỗ nhất cho vô lượng chúng sanh. Ta đi bảy bước về phương Tây thị hiện không còn sanh ra nữa, mãi mãi chấm dứt sự già chết hiện thân cuối cùng. Ta đi bảy bước về phương Bắc thị hiện đã vượt khỏi mọi cảnh giới hiện hữu trong sanh tử. Ta đi bảy bước về phương Đông thị hiện làm bậc đi đầu dẫn đường cho tất cả chúng sanh. Ta đi bảy bước về bốn phương phụ thị hiện dứt sạch mọi phiền não và bốn thứ ma, thành bậc Như Lai ứng cúng tránh biến chi. Ta đi bảy bước về phương trên thị hiện chẳng bị nhiễm ô bởi những vật bất tịnh dường như hư không. Ta đi bảy bước về phương dưới thị hiện mưa pháp dưới tắt lửa địa ngục, khiến các chúng sinh ở đó được niềm vui an ổn. Thị hiện phá tan mọi tà kiến như mù sương và mưa đá, làm dập nát mọi thứ cây cỏ. Đối với những kẻ phạm vào giới cấm ở cõi diêm phủ đề, khi sanh ra được 7 ngày ta lại thị hiện việc cạo tóc,
anh ấy đều gọi ta là một hài nhi. Lúc mới cạo tóc, hết thảy hàng trời người Ma Vương Ba Tuần, Sa Môn Bà La Môn, không ai có thể thấy được tướng trên đỉnh đầu của ta, huống chi là có việc cầm dao cạo tóc. Không một người nào có thể cầm dao chạm được đến đỉnh đầu ta cả, vì trong vô lượng kiếp, ta vốn đã rất trường râu tóc, chỉ vì muốn tùy thuận pháp thế gian nên mới thể hiện việc cạo tóc đó thôi. Ta sanh ra rồi, cha mẹ bèn đưa ta vào đền thờ thiên thần, để ta ra mắt vị Đại Tự Tại Thiên Vương. Vừa trông thấy ta, Đại Tự Tại Thiên Vương liền chắp tay cung kính đứng sang một bên. Trong vô lượng kiếp qua, ta đã lìa bỏ không vào những nơi thờ thiên thần như thế, chẳng qua vì muốn tùy thuận thế gian nên mới thể hiện như vậy. Ở cõi Diêm Phủ Đề, ta thể hiện việc xỏ lỗ tai. Thật ra trong tất cả chúng sanh, không ai có thể xỏ lỗ tai ta được, chẳng qua vì tùy thuận chúng sanh ở thế gian nên ta thể hiện như vậy. Người ta lại dùng các vật báu làm ra hoa tai sư tử để làm đẹp hai lỗ tai của ta. Tuy nhiên trong vô lượng kiếp qua, ta đã lìa bỏ những món trang sức như vậy, chẳng qua vì muốn tùy thuận thế gian nên ta mới thể hiện như vậy. Ta thể hiện vào học đường, học tập sách vở. Tuy nhiên trong vô lượng kiếp, ta đã thành tựu đầy đủ, nhìn khắp chúng sanh trong ba cõi không ai đủ sức làm thầy ta, cho nên danh hiệu của ta là Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Chi, chẳng qua vì muốn tùy thuận thế gian mà ta thể hiện vào học đường. Ta học các phép cưỡi voi, phi ngựa, đấu sức và đủ các nghề khéo léo, cũng chỉ là sự thể hiện tùy thuận chúng sanh giống như vậy. Ở cõi Diêm Phù Đề, ta thể hiện làm thái tử, con vua, chúng sanh đều thấy ta làm thái tử, vui hưởng năm món dục lạc. Tuy nhiên trong vô lượng kiếp, ta đã lìa bỏ sự vui thích năm món dục lạc ấy, chẳng qua vì muốn tùy thuận phép thế gian cho nên ta thể hiện tướng trạng như vậy. Vị thầy xem tướng cho ta đoán rằng nếu không xuất gia sẽ làm chuyển luân thánh vương, thống trị cõi Diêm Phù Đề. Tất cả chúng sanh đều tin lời ấy. Tuy nhiên trong vô lượng kiếp, ta đã lìa bỏ ngôi chuyển luân mà làm vị pháp luân vương. Ở cõi Diêm Phù Đề, ta thị hiện lìa bỏ sự vui hưởng năm món dục với các cung nữ, lại thị hiện gặp người già, người bệnh và thầy sa môn rồi xuất gia tu học đạo lý. Chúng sanh đều nói rằng thái tử tất đạt vừa mới xuất gia. Tuy nhiên ta vốn đã xuất gia học đạo từ vô lượng kiếp, chẳng qua tùy thuận phép thế gian nên thị hiện như vậy. Ở cõi Diêm Phù Đề, ta thị hiện xuất gia thọ giới hy cụ túc, tinh cần tu đạo, đắc quả tu đà hoàn, quả tư đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán. Chúng sanh đều bảo rằng ta thành tựu quả a la hán rất dễ dàng. Tuy nhiên ta đã thành tựu quả a la hán từ vô lượng kiếp, chẳng qua vì muốn độ thoát chúng sanh nên ta trải cỏ làm tòa, ngồi ở đạo tràng nơi cội cây bồ đề mà hàng phục chúng ma. Mọi người đều bảo rằng ta mới vừa hàng phục binh ma ở đạo tràng nơi cội cây bồ đề. Tuy nhiên ta đã hàng phục chúng ma từ vô lượng kiếp rồi, chẳng qua vì muốn độ những chúng sanh ngang bướng nên ta thể hiện cách hóa độ ấy mà thôi. Ta lại thể hiện các việc đại tiểu tiện, thở ra thở vào, ai nấy đều bảo ta có đại tiểu tiện, thở ra thở vào. Tuy nhiên phước báo mà thân ta đây có được thật không có những việc đại tiểu tiện, thở ra thở vào ấy, chẳng qua ta tùy thuận thế gian nên thể hiện như vậy. Ta lại thể hiện nhận sự bố thí của người có lòng tin, tuy nhiên thân ta vốn không có sự đói khát, chẳng qua tùy thuận pháp thế gian nên ta thể hiện như vậy. Ta lại thể hiện đồng như chúng sanh có sự ngủ nghỉ, tuy nhiên trong vô lượng kiếp rồi, ta đã có đầy đủ trí tuệ sâu xa mầu nhiệm hơn hết, lìa xa ba cõi. Ta cũng thể hiện những oai nghi như đi đứng, nằm ngồi, nhức đầu, đau bụng, đau lưng, khẩy đàn, rửa chân, rửa tay, rửa mặt, súc miệng, xỉa răng. Mọi người đều bảo rằng ta có những việc ấy, tuy nhiên thân này của ta vốn không có những việc ấy. Tay chân ta vốn sạch sẽ như hoa sen, hơi miệng ta thơm tho như hương hoa yêu bát la. Tất cả chúng sanh đều bảo rằng ta là người, nhưng thật ra ta vốn chẳng thuộc về loài người. Ta lại thể hiện thọ nhận y phấn tảo, rồi giặt rũ vá may, tuy nhiên từ lâu ta vốn chẳng cần đến thứ áo như vậy. Mọi người đều nói rằng La Hầu La là con ta, vua Tịnh Phạn là cha ta, phu nhân Ma Già là mẹ ta. Ta ở tại thế gian thọ hưởng các sự khoái lạc, rồi lìa bỏ tất cả để xuất gia học đạo. Mọi người lại nói rằng vị thái tử họ Cổ Đàm ấy lìa xa mọi sự vui sướng của thế gian, tìm cầu pháp xuất thế gian. Tuy nhiên từ lâu ta đã lìa xa mọi ái dục thế gian. Những việc như vậy chỉ là sự thị hiện. Tất cả chúng sanh đều bảo rằng ta là người, nhưng thật ra ta vốn chẳng thuộc về loài người. Thiện nam tử, tuy rằng ta ở tại cõi Diêm Phù Đề này,
Đã biết bao lần thị hiện nhập Niết Bàn, nhưng thật rốt ráo chẳng nhập Niết Bàn. Chúng sanh đều bảo rằng Như Lai đã diệt mất, nhưng tánh Như Lai thật vĩnh viễn không diệt mất. Vì vậy, nên biết rằng đó là pháp thường trụ, pháp chẳng biến đổi. Thiện Nam Tử, Đại Niết Bàn là cõi pháp của chư Phật Như Lai, ta lại thị hiện ra đời trong cõi Diêm Phù Đề. Chúng sanh đều bảo rằng ta mới thành Phật, tuy nhiên từ vô lượng kiếp ta đã làm xong những việc phải làm, chẳng qua tùy thuận thế gian, nên ta lại thị hiện ra đời rồi thành Phật ở cõi Diêm Phù Đề. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề, không giữ giới cấm, phạm bốn tội trọng. Mọi người đều thấy bảo rằng ta thật có phạm giới. Tuy nhiên trong vô lượng kiếp rồi, ta đã giữ giới cấm một cách kiên cố, chẳng hề có sự thiếu sót, lỗi lầm. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề làm kẻ nhất xiền đề. Mọi người đều thấy đó là kẻ nhất xiền đề. Tuy nhiên ta thật chẳng phải là kẻ nhất xiền đề. Nếu ta là kẻ nhất xiền đề, làm sao có thể thành quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề phá hòa hiệp tăng. Chúng sanh đều bảo rằng ta là kẻ phá tăng. Thật ra ta quán xét khắp cõi trời người, vốn chẳng ai có thể phá được chúng tăng hòa hiệp. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề hộ trì chánh pháp. Ai nấy đều bảo rằng ta là người hộ pháp, thầy đều lấy làm kinh quái. Nhưng pháp của chư Phật là như thế, chẳng nên lấy làm kinh quái. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề làm ma ba tuần. Ai nấy đều bảo rằng ta là ba tuần. Tuy nhiên từ vô lượng kiếp tới nay, ta đã lìa khỏi những việc của ma, thanh tịnh không nhiễm ô như hoa sen. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề làm thần nữ thành Phật. Mọi người đều nói kỳ lạ thay người nữ mà có thể thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thật ra Như Lai rốt cùng chẳng thọ thân nữ, chẳng qua vì muốn điều phục vô lượng chúng sanh nên hiện ra hình tượng người nữ. Vì thương xót tất cả chúng sanh, cho nên ta cũng thể hiện ra đủ mọi thứ hình sắc cảnh tượng. Ta lại thể hiện trong cõi Diêm Phù Đề sanh vào bốn nẻo ác. Tuy nhiên từ lâu ta đã giết hết các nhân sanh vào đó. Chúng sanh vì nghiệp nhân mới hết sanh vào bốn nẻo ác, còn ta vì cứu độ chúng sanh nên sanh vào đó. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề làm Phạm Thiên Vương, khiến những ai theo Phạm Thiên đều được chủ yên nơi chánh pháp. Tuy nhiên ta thật chẳng phải Phạm Thiên. Chúng sanh đều bảo rằng ta thật là Phạm Thiên. Cũng như thế, ta thị hiện làm hình tượng chư thiên ở khắp các miếu thờ thiên thần. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề vào nhà dâm nữ. Tuy nhiên ta thật chẳng có tư tưởng tham dục, thanh tịnh, chẳng nhiễm ô như hoa sen. Ta vì những chúng sanh tham dâm đắm sắc, nên ở nơi ngã tư đường mà tuyên thuyết pháp màu. Tuy nhiên ta thật chẳng có lòng dâm dục ô uế. Mọi người đều nói rằng ta che chở bảo vệ cho người nữ. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề vào chốn lầu xanh để giáo hóa các kỹ nữ, khiến họ trụ nơi chánh pháp. Tuy nhiên ta thật không có các nghiệp ác để phải đọa vào chốn ấy. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề làm người học rộng biết nhiều để dạy dỗ trẻ con, khiến cho trụ nơi chánh pháp. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề vào những nơi quán rượu, những nơi cờ bạc, thì hiện nhận lấy mọi cách tranh đấu hơn thua, vì ta muốn cứu giúp những chúng sanh ở đó. Thật ra ta không có các nghiệp ác, nhưng chúng sanh đều thấy rằng ta tạo các nghiệp như vậy. Ta lại thể hiện ở lâu nơi vùng mồ mả, làm loài chim cân cân lớn để hóa độ các loài chim. Chúng sanh đều bảo rằng ta thật là thân cân cân. Tuy nhiên từ lâu ta đã lìa khỏi các nghiệp như thế, chỉ vì muốn độ những loài chim kia nên thể hiện thân ấy. Ta lại thể hiện trong cõi Diêm Phù Đề làm vị đại trưởng giả, vì ta muốn làm cho vô lượng chúng sanh chủ yên nơi chánh pháp. Ta cũng thể hiện làm vua, quan đại thần, con vua, tể tướng. Ở trong mỗi hạng ấy ta đều làm bậc cao chỗ nhất, vì tu tập chánh pháp ta mới ở ngôi vua. Ta lại thể hiện làm cho trong cõi Diêm Phù Đề phát khởi bệnh dịch lớn nhất trong kiếp. Nhiều chúng sanh khổ não vì bệnh, trước ta cho họ thuốc men, sau mới thuyết chánh pháp vi diệu, khiến họ được chủ yên nơi đạo Bồ Đề vô thượng. Mọi người đều bảo rằng đó bệnh tật trong kiếp tự sanh khởi. Ta lại thị hiện làm cho trong cõi Diêm Phù Đề có nạn đói lớn nhất trong kiếp, rồi tùy chỗ chúng sanh cần đến ta cung cấp đủ món ăn thức uống cho họ, sau đó mới thuyết chánh pháp vi diệu khiến họ trụ yên nơi đạo Bồ Đề vô thượng. Ta lại thị hiện làm cho trong cõi Diêm Phù Đề có nạn đau binh lớn nhất trong kiếp, ta vì chúng sanh mà thuyết pháp khiến họ lìa khỏi sự oán hại, được trụ yên nơi đạo Bồ Đề vô thượng. Ta lại thị hiện về những kẻ chấp thường mà giảng thuyết phép quán tưởng vô thường, vì những kẻ chấp lấy sự vui
mà giảng thuyết phép quán tưởng lẽ khổ, vì những kẻ chấp ngã mà giảng thuyết phép quán vô ngã, vì những kẻ chấp lấy sự trong sạch mà giảng thuyết về sự bất tịnh. Như có những chúng sinh tham đắm ba cõi, ta liền thuyết pháp khiến cho họ lìa khỏi ba cõi, vì độ chúng sanh ta mới dùng đến món thuốc là pháp vi diệu cao chỗ nhất. Vì trừ tuyệt tất cả những cây phiền não, ta mới trồng cây thuốc pháp cao chỗ nhất. Vì muốn cứu vớt những kẻ ngoại đạo, ta mới diễn thuyết chánh pháp. Vì ta thị hiện làm thầy của chúng sanh, nhưng chẳng hề có tư tưởng là thầy của chúng sanh. Vì muốn cứu vớt những kẻ hạ tiện, ta mới thị hiện vào trong cảnh ngộ của họ mà thuyết pháp, chứ không phải vì nghiệp ác mà phải chịu thân hạ tiện. Như Lai chánh giác trụ yên nơi đại bát niết bàn như vậy đó, cho nên gọi là thường trụ chẳng biến đổi. Lại giống như ở cõi Diêm Phù Đà, các cõi Phất Vù Đãi phương Đông, cõi Cổ Gia Ni phương Tây, cõi Uất Đan Việt phương Bắc cũng đều như vậy. Lại giống như bốn cõi thiên hạ, cõi thế giới Tam Thiên Đại Thiên cũng đều như vậy. Cho đến khắp 25 cảnh giới hiện hữu, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đã có giảng rộng. Vì vậy nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Như có vị Bồ Tát nào trụ yên nơi Đại Bát Niết Bàn ấy có thể thể hiện biến hóa thần thông như vậy mà không có sự sợ sệt gì cả. Cà diếp vì nhân duyên như thế, ông chớ nên nói rằng La Hổ La là con của Phật. Vì sao vậy? Từ vô lượng kiếp đến nay ta đã lìa bỏ lòng tham dục, vì vậy nên Như Lai gọi là thường trụ không có biến đổi. Cà diếp lại bạch Phật rằng, sao gọi Như Lai là thường trụ như Phật có dạy? Như ngọn đèn tắt rồi, ngọn lửa chẳng đi về đâu cả. Như Lai cũng thế, khi diệt độ rồi cũng chẳng đi về đâu. Phật bảo Ca Diếp, thiện nam tử, nay ông không nên nói rằng như ngọn đèn tắt rồi, ngọn lửa chẳng đi về đâu cả. Như Lai cũng thế, khi diệt độ rồi cũng chẳng đi về đâu. Thiện nam tử, ví như người đốt đèn, châm dầu đầy vào đèn. Khi dầu còn thì đèn sáng, dầu hết thì đèn cũng hết sáng. Ánh sáng không còn là ví như phiền não đã dứt. Mặc dầu ánh sáng không còn nhưng cái đèn vẫn còn đó, Như Lai cũng vậy, phiền não tuy đã dứt nhưng pháp thân vẫn thường còn. Thiện nam tử, ông nghĩ sao ánh sáng với cái đèn, có phải cả hai đều mất đi chăng? Ca Diếp thưa, bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Nhưng tuy cả hai không cùng mất đi vẫn là vô thường. Nếu đèn pháp thân mà ví như cái đèn thì cái đèn là vô thường, pháp thân cũng vậy, hẳn là vô thường. Phật dạy, thiện nam tử, nay ông chẳng nên cật vấn như thế. Như thế gian nói đến các món chứa đựng thì Như Lai Thế Tôn là món chứa đựng pháp vô thượng. Món đồ chứa đựng của thế gian là vô thường, nhưng Như Lai chẳng phải là vô thường. Trong tất cả các pháp, Niết Bàn là thường, Như Lai là thể của Niết Bàn cho nên gọi là thường. Lại nữa, thiện nam tử, nói là đèn tắt, đó là chỗ chứng Niết Bàn của A-la-hán. Bởi dứt các phiền não tham ái cho nên so sánh với đèn tắt vì hết dầu. Quả A-na-hàm gọi là còn có tham dục, bởi còn có tham dục nên không được so sánh với cây đèn tắt. Vậy nên trước kia ta lấy nghĩa này mà ví dụ như cây đèn tắt, thật ra không phải đại niết bàn là cây đèn tắt. A-na-hàm nghĩa là không còn phải sanh lại chốn nhân gian nhiều lần nữa, cũng chẳng trở lại trong 25 cảnh giới hiện hữu, mãi mãi chẳng còn thọ lấy cái thân hồi hám. Cái thân là nơi tụ họp của các loại trùng. Cái thân nuôi sống bằng ăn uống, cái thân độc hại, như vậy gọi là A-na-hàm. Như còn phải thọ thân sau thì gọi là Na-hàm, không còn phải thọ thân sau thì gọi là A-na-hàm. Còn đến và đi ở chỗ này gọi là Na-hàm, còn chẳng còn đến và đi nữa gọi là A-na-hàm.